còn hơn một tháng nữa là đến hẹn hoàn thành dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt. Thời điểm hiện tại, tuyến đường đèo đã hoàn thiện một số đoạn, những phần việc còn lại đang được đơn vị thi công tích cực triển khai kịp tiến độ. Theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, trong tổng số 7,36 km toàn tuyến, hiện 3 km phía đầu trên của đèo Prenn đã hoàn thiện. Phần nền đường đã được thảm nhựa, kẻ vạch phân làn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hộ lan, bảng chỉ dẫn. Theo thiết kế, tuyến đường đèo được mở rộng từ 2 làn lên thành 4 làn xe, mặt đường sau nâng cấp sẽ rộng 14,5 m, nền đường rộng 15,5 m. Tại đoạn giữa của tuyến đèo, hiện hàng trăm công nhân đang tập trung máy móc, thiết bị tiến hành hoàn thiện hệ thống mương thoát nước, thi công những công đoạn cuối của trụ cầu tại km 225+800 và km 221+800. Trong số này, phức tạp và mất nhiều thời gian là phần thi công cầu tại km 225+800 với bề rộng 15,5 m, chiều dài 120 m với 3 nhịp. Hiện nay là chúng tôi đang tập trung tăng cường thêm xe máy thiết bị để tranh thủ. Về thời tiết là giai đoạn này nó cũng bất cực đoan đi rồi và nó cũng nắng lên, là hiện nay là đã huy động lên là tầm hơn 300 công nhân và bố trí làm việc là 3K 4 kíp, làm việc 24/24, đặc biệt là tại cái cầu kẻ tuyến này là hầu như là làm 24/24 và máy móc thiết bị là ưu tiên để mà đến cuối tháng này là chúng tôi sẽ dự kiến là công tác cắt dầm. Và anh em là tập trung, hiện nay là tất cả cán bộ kỹ thuật là chúng tôi hầu như là cắm trại và tập trung ở đây để làm sao tập trung toàn bộ nguồn lực để đưa công trình này về đích đúng hẹn với chủ đầu tư. Tại khu vực phía dưới chân đèo, hiện tại đơn vị thi công đã thảm nhựa được khoảng 1 km. Các công tác hoàn thiện về mặt kỹ thuật cũng được các nhóm công nhân triển khai gấp rút. Mới đây, ông Ngô Văn Ninh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết dự kiến sẽ thông toàn tuyến đèo Prenn trước ngày 28 tháng 12. Việc hoàn thiện dự án nâng cấp tuyến đèo Prenn sẽ giúp các phương tiện lưu thông thuận tiện trước mùa cao điểm du lịch Tết 2024. Dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.